Mưa đi, mưa nhỏ thôi, tạnh đi. Tánh đi, tánh đi, mưa cả ngày rồi. Tiếng 5 phút, tầm 45 phút. Tránh đi.
Tôi bắt đầu đơn đi tìm tìm. Mai cá đậu này. Nàng đẹp chị ơi, hoặc bên mặt bên nhìn đẹp hơn em ạ. À. Có một hiền lành thánh thiện, hiền như vô tấn, sư tự Hà Đông áp từ tâm tính. Đồ đồ nóng tính, miệng hiền mỉ ấp, cực kỳ ghê gớm. Hiền lành dễ mến, chữ người như mái, hiền như bụt, vô cùng hung dữ, vừa đẹp vừa hiền. Gặp nói phép, đây là bếp nướng. Bếp nướng của Hà Đông, bếp nướng thăm còn cao cấp, hàng Việt Nam dày dặn nhiều, chiều có hàng 235.000 một chiếc. 235.000 một chiếc. Bánh đa Hà Thu đã tên ba ở mấy 50.000 đục chiếc ngon giòn bùi. Năm mươi nghìn đục chiếc cả 5.000. 50.000 cái đục chiếc chứ. Đẹp ghê. Siêu đẳng cấp. Thì nó mặc đẹp chứ. Các em nghe bọn ta như điên rồi. Có điên điên. Trứng cút lộn. Nghĩa là mềm thật đấy. Phúc An tuổi con gì trong 12 con giáp và một con kiến tương ứng với năm tuổi, cô sẽ cho con biết được rằng cuộc đời của chính mình. Tuổi Nam 2019 Tý. Tính trị dần hạn mạng hình tịnh